Trong buổi làm việc chiều 3 tháng 10, ông Bùi Xuân Hà huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam giải trình về các thông tin liên quan đến bữa ăn của đội và việc nhận một số khoản tiền của các vận động viên. Ông Hà khẳng định không thu tiền của các vận động viên mà chỉ là giữ hộ, gửi tiết kiệm cho học trò rồi cuối năm trả lại. Anh Bùi Xuân Hà nói không nhận tiền. Số tiền đấy là của ba vận động viên ở Bình Dương, thuộc trại trẻ mồ côi. Hồi đầu năm, một em mua bán ở trên mạng thì xảy ra việc bị lừa mất hết tiền trong tài khoản. Anh Hà trao đổi với đội là gửi tiết kiệm cho các cháu để cuối năm các cháu cầm về chứ không phải lấy tiền để dùng. Các cháu thống nhất việc đấy để anh Hà giữ tiền giúp các cháu. Lãnh đạo cục thể dục thể thao trả lời VTC News. Chiều 3 tháng 10, cục thể dục thể thao, thể dục thể thao, cử đoàn công tác chiều tập họp với các thành viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia y, khu liên hợp thể thao Mỹ Đình để xác minh, làm rõ thông tin về chế độ tiền ăn, phụ cấp của các vận động viên. Hình ảnh được cho là bữa cơm của vận động viên đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam. Trước đó ngày 2 tháng 10, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh được cho là bữa ăn của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Mâm cơm được cho là có giá 800.000 đồng, cho 8 vận động viên trẻ, chỉ gồm 5 đĩa thức ăn trong khi bữa sáng 100.000 đồng chỉ có một nắm sôi và một chai nước. Thực tế, theo quy định tại thông tư số 86 phần 2020, TT Ban Tổ chức của Bộ Tài chính, các cổ động viên được hưởng chế độ ăn 320.000 đồng một người một ngày khi tập huấn trong nước. Số tiền này phân bổ cho 3 bữa, bữa sáng 100.000 đồng, Bữa trưa 120.000 đồng và bữa tối là 120.000 đồng, điều khiến dư luận đặt dấu hỏi trước thông tin bữa cơm 800.000 đồng cho 8 vận động viên của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia là hình ảnh các đĩa thức ăn ít.